Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì ngày hôm nay chúng ta cùng đến với hôm nay mình sẽ chia sẻ cái setting của mình. Thì OT đầu tiên chúng ta đến với phím. Đây là cái phím của mình và độ nhạy của mình là 4 chấm và 0 chấm, là 4 chấm và 0.9 là Y. Thì anh em lưu ý chúng ta phải cái này nó sẽ đi kết hợp cùng với cái gì? Cái gì ạ? Đó chính là trưng bày, đó là DBI. Nó sẽ đi cùng với DBI. Ngoài DBI ra nó còn gì ạ? Đó chính là màn hình. Mọi người để ở màn hình 1920 nó sẽ khác với màn hình 1000. Vì khi để ở màn hình 1000 thì cái màn hình nó sẽ bé lại. Nói chung là màn hình đợi ở đồ họa cao thì màn hình sẽ to ra, cái phạm vi chuột của mình sẽ rộng ra. Vậy nên khi để màn hình rộng thì chúng ta sẽ chỉnh cái này cao lên thì nó sẽ giúp ít hơn. Nhưng để màn hình thấp á thì nó sẽ thấp hơn. Mọi người có hiểu cái ý của mình không ạ? Nếu không mà hiểu thì thôi nha. Và tiếp theo đó chính là độ nhạy của con chuột. Thì ok, độ nhạy của con chuột của mình là chúng ta vào control panel. Yếu tố thứ hai liên quan tới độ nhạy đó chính là cái hình con chuột là màu. Thì ở đây cái độ nhạy của mình là mình để ở khoảng nửa nửa này, thì cái độ nhạy này nó cũng không thì ok, thì độ nhạy của mình là ở đây. Làm sao cho cái độ nhạy của mọi người khi lướt chuột ở trên máy tính nào là mọi người quen cái độ nhạy để đi đó, khi rồi xong mọi người vào chơi game mọi người cũng dùng cái độ nhạy này luôn. Đúng, mà chỉ cần chỉnh cái độ nhạy ở trong kia thôi. Và cái thứ hai là gì ạ? Cái thứ hai là Ascensor. Đấy, thì cái này có gì ạ? Cái này có chuột tiếp. Thì con chuột ở đây có gì ạ? Có Setup Mode Gain. Ở đây chúng ta có gì ạ? Ở đây có cái chỉnh độ nhạy cao thấp. Ví dụ như mình chỉnh cái Top Speed cao này lên thì khi mình lướt lên trên nó sẽ bị nhanh hơn, nó sẽ có cái cảm giác nhanh hơn. Và khi mình chỉnh cái Acceleration này á, thì khi mình lướt tầm ngang á, nó sẽ có một cái độ mượt mượt kỳ lạ. Nói chung là mọi người có thể test ở cái phần này. Ok, sau khi mình xong cái đó thì bây giờ đến phím của mình. Thì đây là cái phím của mình. Mình để cái nút bản đồ y như cũ. Mặc dù nó có thể thu phóng ở cái phiên bản Obita lâu rồi. Còn cái lượng đồ mình để ở trên đây, vì cái này là mình sở thích của mình thôi, thì mình có sử dụng một cái nút đổi súng nhanh như thế này, chứ mình không bấm 1, 2, 3. Tại vì cái tay của mình khá là ngắn, không có bấm 1, 2, 3 ở trên súng. Mình vẫn bấm nhưng mà ý là những cái lúc kia thôi, chứ còn lúc bắn nhau thì mình sử dụng nút Q. Còn nút keo thì và nút chạy nhanh thì mình đều kéo qua đây hết. Tóm lại thì mình để phía bên này khá trống, chỉ có nút di chuyển để đỡ bị loạn nút di chuyển. Thì để nút di chuyển đỡ bị loạn thì thật ra là ở phiên bản Blue Start thì nó đã khôi, có thể nói là không loạn rồi. À, mọi người nên lưu ý, lâu lâu sẽ có cái nút như thế này mà nó là nút V. Mọi người phải ít những nút này đi, ví dụ như nút con mắt á. Đây mình sẽ vào Standard. Đấy, ví dụ như nút này này, nút này nó sẽ bị làm loạn mà. Đấy, mọi người nên ít những nút này đi và lưu nó. Ok, bây giờ mình sẽ quay lại nút này. Và sau khi mình chỉnh xong, mình sẽ cho mọi người xem độ nhạy của trong game. Thì tất nhiên là mình sẽ về bên không rồi, mọi người mình lưu ý. Bây giờ mình sẽ chơi đối với 2 anh xếp hạng. Còn để FPS cao á thì cái này là cần rất nhiều yếu tố luôn. Thứ nhất là về phân bổ lõi, mọi người phải để 4 lõi trở lên nha. RAM mọi người để từ 250 trở lên là được rồi. FPS này mọi người phải bật lên này. Rồi mọi người phải để ở OpenGL nếu mà máy mọi người có OpenGL mạnh. Còn DRX máy mọi người mạnh thì mọi người nên để qua DRX mạnh. Mình làm sao biết được máy của mình mạnh đúng không? Thì mọi người cứ test đi, chứ đừng có hỏi mình không biết đâu. Về thứ hai để cho máy của mình bật FPS cao là mình phải chỉnh file nữa. Tại vì FPS trong đây nó sẽ giới hạn. FPS của mình là khoảng 240 FPS thì mình cần phải vào cái phần này và tìm cái mục này. Mình sẽ bấm profile cho mọi người xem. Nó có dạng là Blue Start trong Blue Start NXT. Mọi người cần tìm cách tìm cái file này. Cái file này được gọi là file con.nt. File này cần phải mở bằng một ứng dụng đặc biệt. Ví dụ như mình mở bằng cái nốt dbh này. Và muốn hiện được nó thì mọi người cần phải vào option cài đặt. Mọi người bấm vào view. Và mọi người phải bấm vào show high file driver này. Chú ý nha, mọi người phải bấm vào cái này để show nó ra. Ok, sau khi show được nó mọi người cần vào chỉnh. Ok, mọi người vào được đây, mọi người muốn control và F cho mọi người gõ FPS ở trên cái thanh này. Thì mọi người đấy, mình đã chỉnh lên 900. Xong cái thứ mấy ở dưới đây này. Đấy, mọi người phải chỉnh lên. Mọi người nhớ những cái dòng này là 900, Echo Max FPS là 900 hoặc là 500 thôi, mọi người chỉ cần để 500 cũng được rồi. Và mấy cái dòng khác mọi người không được đợi được thay đổi nha, thay đổi là nó sẽ bị ngáo đá đấy. Đâu mình chưa chơi game bánh hơi gà, mọi người có thể thông cảm. Mọi người có thể thấy FPS mình khá mượt mặc dù mình đang quay clip, nhưng mà đây là chỉ là hiệu ứng với map gì ạ? Đó là map thường thôi nha, map đấu trong đây thôi nha. Đó là map ở trong đây thôi nha mọi người. Cái này là map nó nhỏ nên nó không có loát đồ họa nhiều.
Chứ thật ra khi vào trong đấu thường á thì FF nó sẽ không bao giờ qua được 90 đâu mọi người ạ. Nó sẽ tầm ở đó thôi. Tại vì ở trong đó đồ cái map nó rộng hơn thì nó lát đồ họa nhiều hơn. So, ok mọi người, quá là đẳng cấp. Mọi người bấm like, bấm subscribe cho mình nha. Để xem đối thủ của mình sẽ dùng cái gì các bạn ơi. Để mình xem nó sẽ dùng cái gì. À, nó sử dụng M82B. Cái này là vừa dính bài của mình nữa này mọi người. Dính bài mình rồi mọi người. À đâu, có một cây súng là không dính bài nha. Trời ơi bạn ơi, một cái súng khó bắn quá lâu rồi mình chưa cho bắn nên gọi là nó hơi bị cồng kềnh một chút xíu, mọi người thông cảm cái đoạn này. Ok, tiếp tục nào. Lần này mình sẽ cố gắng vượt hơn chút xíu. Mọi người nhìn thấy đồ họa là biết đồ họa cao đúng không? Mình chỉ không để bóng thôi. FF được 30. FF này là khá cao đấy mọi người ạ. Trời ơi trời ơi. Gà, mấy thằng Indo này gà lắm. Mình sẽ test thử. Thì mình ở trong đây mình sẽ, mọi người sẽ nghe mình nói một chút ít thôi. Tại vì mình sẽ nói một chút ít thôi. Vì đơn giản là mình nói một chút ít thôi nên nói chung là cái đoạn này mọi người sẽ nghe một chút ít thôi. Sau khi mọi người nghe mình nói một chút ít thì sau đó mình sẽ ra ngoài đấu thường để cho mọi người thấy FPS ở trong một cái map nhỏ với một cái map lớn sẽ khác nhau như thế nào. Phù sa. Ok, quá là đỉnh luôn. Bây giờ mình sẽ ra map lớn mình chơi cho mọi người xem. Ok, mình sẽ lên trên đây để mình ngồi nói chuyện cho các bạn ạ. Ok, hello, xin chào anh em nha. Ok, giờ mình sẽ cho mọi người xem. Đấy, FF của mình chỉ khoảng 80 đến 90 thôi. Mọi người, mình đứng ở trên đây. FF lâu lâu nó có thể nhảy vọt lên tới 90 mấy vì đơn giản là beta này nó đã fit rồi. Chứ gặp cái phiên bản khác là nó không có được như vậy đâu mọi người ạ. Bây giờ có boss nó mới nhảy xuống rồi mọi người. Hai con boss luôn. Ok được rồi, thì như mọi người thấy FF của mình trừ khi mình đứng im, nếu mà mình di chuyển nó sẽ bị tụt xuống. Có thể là do mình đứng trên đây. Bây giờ mình di chuyển nhanh. À, di chuyển nhanh nó không ảnh hưởng đến FF. Lúc mà nhanh nó không ảnh hưởng đến FF cho lắm. Nhưng mà mọi người thấy FF của mình chỉ được khoảng trên 80 đến 100. Rồi nhảy lên 130 mấy. Đơn giản là vì phiên bản này nó đã bị fix lại cái lỗi bóp hiệu năng như cái clip trước của mình. Vậy nên bây giờ FF sẽ khá cao. Mọi người muốn chơi FF cao thì mọi người có thể setting giống như mình. Hoặc là tìm một idle máy khá giống mọi người để mọi người setting. Mọi người muốn setting giống như mình thì mọi người phải xem những cái clip lúc trước của mình. Có những cái clip lúc trước của mình hướng dẫn setting rất là hay. Chủ yếu là do con cạt mà hình nữa mọi người. Ví dụ cạt muốn mọi người mặc nhưng mà mọi người không có tắt đi cái chế độ gọi là bóp hiệu năng á, gọi là bóp FPS á, hoặc là blue status của các bạn gọi là chạy trên cái con cạt, không phải là cạt màn hình của các bạn mà chạy trên con cạt kia của các bạn á. Mọi người thấy FPS giờ vẫn 70 không? Đấy. Tức là không phải là khi nào FPS nó cũng sẽ cao nha mọi người. Tại vì ở đây là một cái map nó rộng lớn. Nó rộng lớn như thế này mà. Nó rộng gọi là quá rộng luôn. Đấy, mọi người có thể thấy FF này nó khá là rộng. Trong khi á, ví dụ như mình chơi một cái trận nào đó thì nó chỉ có phạm vi cỡ như thế này thôi. Thì nó sẽ mượt hơn. Vậy nên chơi trên PC nếu máy mọi người lắc thì mọi người nên chơi hay đi chơi bắn nhau. Mà trong cái phòng luyện bây giờ nó thì nó vẫn còn lắc nha mọi người, nó vẫn chưa fit cái vụ kia. Thôi mình nhảy tiếp đây. Ôi rồi. Chết bà có quá. Ui rồi, đen như cứt nổi luôn. No 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 no. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip, nhớ bấm like subscribe cho mình nhé.